Rồi, ăn hết đi, ăn hết đi. Rồi, ăn này nữa. Ngon lắm. Rồi, ăn luôn. Ăn nhiều cho con tốt cho con. Rồi. Nói mà ăn đậu ngán mà. Ráng ăn đi, ăn bồi bổ cho con. Ăn xong này rồi mình nghỉ trưa rồi xíu mình ăn tiếp. Thôi. Nghỉ gì đi ăn nữa đi. Cái gì? Thôi, ý định của em là ăn xong này nè. Ăn vịt quay. Ăn vịt quay nữa hả? Tụi em ăn một dĩa, hai dĩa, một tô. Trời, em ăn gì mà không đủ nữa hả? Thôi, em ăn cho con rồi, phải cho em đâu. Biết là vậy nhưng chút xíu nữa mình ăn nữa, mình để tiêu tiêu xíu. Không ăn không? Ngán quá. Ăn. Đi ăn vịt quay. Thôi, em ăn nhiều đó nha, em mập lên em xấu xí nha. Mập gì mà mập? Ăn ít tới từ từ, ăn xấu xí là giống cái bà gì mà trong xóm mày nè. À, cái bà sao nhỏ đó biết không? Cái bà sao nhỏ bà mập kỳ thôi lắm kìa bà. Trời ơi, để nói làm cái gì vậy em muốn ra. Ồ, chị sao nhỏ. Dạ, mời chị ngồi, mời chị ngồi. Ê, thấy chú em à. Mập mạnh tay lắm. Dạ, chị mời chị ngồi. Ăn xong chưa đâu, tôi dọn chén dĩa. À, xong rồi chị ơi, dạ chị dẹp em á. À, không, chưa xong. À, còn được nhiều đồ ăn lắm, bỏ uổng. Không có, em ngán lắm chị ơi, dẹp này giùm em đi. Bỏ uổng lắm, trời có ơi. Có gì đâu uổng, để chị ăn giùm cho, cái chuyện này dễ chị làm được. Mà ăn nhiều nó mập lắm thấy chưa. Hả? À? À, không có nha chị, không có. Em biết sao không? Tại hồi xưa á, chị uống thuốc tăng trọng. Hả? À? Thuốc tăng trọng hả chị? Thấy chưa, anh lúc nào cũng nghĩ là ăn nhiều là sẽ mập, giờ người ta uống thuốc tăng trọng chứ bộ. Giờ có đi ăn với em không? Thôi đi ăn đi, ăn gì nó ăn hoài. Không đem đi mình đó nha, em đi đó nha. À. Ừ. Em trời ơi, em ơi sao con vợ em nó vội vàng quá vậy? Tại giờ em nó thèm ăn đó chị. Chị vô nó hết mà. Hả? Gì nữa chị? Chị uống thuốc tăng trọng, chị ăn gấp 10 lần luôn. Em nhìn nè, em thấy không? Nhưng mà em yên tâm, con vợ em nó sẽ sắp sang như chị đó. Oh. Anh sao nay mặc buồn hả? Tại ngoài trời mưa nhiều quá, ướt xe hư xe. Đẩy bộ từ công ty về đây. Đuối. Ủa hư xe rồi hả? Hư rồi. Hai đứa mình là ngày mai, từ ngày mai là đi một cặp luôn đó. Đi chung á hả? Ừ. Trời lãng mạn quá ha. Lại mới yêu vậy. Ủa mà xe em cho ai mượn rồi hả? Nó cho em mượn đâu, để dưới đó. Giỡn hoài. Anh vô nhà anh có thấy gì đâu? Đâu có, xe em đậu dưới mà anh nói gì vậy? Không có có. Ủa không, không có đậu dưới là coi chừng mất rồi đó anh. Cái gì? Hả? Mất xe hả? Hả, cái gì mất xe hả? Để dưới mất xe hả? Trời anh coi kỹ chưa? Coi kỹ rồi. Trời ơi, mất xe rồi kìa, trời ơi. Cô Lan ơi, cái gì vậy, cái gì không mất xe rồi cô ơi? Vậy cái gì mất xe gì? Ủa xe con đậu dưới mất xe rồi. Là sao chưa hiểu, mất xe gì? Xe của con, chồng con về không thấy xe con đậu dưới. Ủa dạ, xe con không đậu dưới có nghĩa là sao? Ủa gì kỳ vậy, xe để dưới sân nhà cô, mất xe cô đền xe con đi chứ. Hả? Anh cô ơi, để trong nhà cô sao, cái cửa gì đâu mà để tôi ăn trộm vô dễ lấy gì cô? Tụi con mướn nhà cô, tụi con cũng phải có trách nhiệm với nhà cô chứ. Trời ơi. Cô không chịu trách nhiệm đúng không? Được rồi, con hãy đem cái chuyện này con đem đi con nói cho người ta nghe rồi nha. Người ta không dám mướn nhà con nữa đâu. Thôi đi. Làm gì vậy? Ôi trời, làm gì vậy? Trời đất ơi, cái chuyện từ từ nói chứ đâu có từ đồn lên tầm bậy bạ vậy. Rồi cô giải quyết vợ chồng tụi con đi. Để từ từ, tôi rối não đây nè, trời đất ơi. Để coi nhớ thiệt tình lúc luôn á. Là mày đi xe về hả? Mày đi đâu về? Đi con đi ăn sáng giờ con về nhà con đậu dưới đó. Ủa lúc đó có cô ngồi đó mà. Thì đó, cô ngồi dưới, con đẩy xe vô, con chào cô đó, cô nhớ không? Không, đã vô nhưng mà mày đi bộ vô, mày đâu đi xe. Khoan từ đi, nhớ lại nha. Hồi sáng. Sáng. Con đi ra quận nhất, con cơm tắm. Rồi vô, ra quận nhất lấy xe. Chưa. Ra quận nhất xong rồi em đi về quận 3 ăn chè. Đi qua quận 3 lấy xe. Chưa, từ đáng nhớ lại. Quận 3 xong rồi em lên Hóc Môn, em ăn cháo vịt. Xong em qua quận 4. Xong về ngược lại quận nhất.
Ủa cô nói cụ xe con ở đâu? Trời trời ơi, ta chưa thấy một cái con có chữa nào mà nó ăn uống mà nó dễ sợ như mày, nó vừa cầu kỳ vừa khó khăn. Mày đi cả cái Sài Thành qua Lệ này, bây giờ biết kiếm ở đâu xe cho nó đây? Ê, em ăn cái gì mày giữ gì vậy? Em ăn bách chú quận luôn vậy? Chết rồi, giờ ủa để con nhớ coi xe đậu đâu ta. Nhớ kỹ để coi. Bây giờ mày còn rối não cái gì mày chở nó đi kiếm. Ừ, xe đi chứ mày đứng tha vợ chồng mà bây giờ không biết cái xe đậu đâu thì nó sao đi kiếm nè trời. Thì bây giờ đi kiếm lại từng quận. Trời ơi, khổ sao? Ghê, ăn uống chi vậy là mất xe nè, không biết nữa. Con cái gì? Mấy cho mượn xe chở vợ đi kiếm xe con. Thôi đi anh ơi, con nhìn vậy chứ không có giúp người đâu anh ơi. Đi hai mình đi bộ anh ơi. Cầm đi. Khổ quá. Cảm ơn cô nha. Lẹ lên. Trời ơi, tao cũng đi ra cái chỗ phòng cho mày thở đi chi. Chán quá thì mất. Ngày nào tháng nào tính toán cũng phải lỗ lã. Mày hụt cái này hụt cái kia. Sống như này thì sống làm sao? Anh mới order được đôi giày hạt hiệu giá rẻ. Đẹp ơi là đẹp luôn nè. Ui, đẹp như thế này mà giá có 200 thôi á. 200 là một chiếc, một đôi là 2 triệu lận. Tưởng tượng nha. Tình hình đã lỗ lã như thế này rồi mà lấy 2 triệu đồng đi mua một đôi giày. Cứ tiêu xài như thế, có ngày anh đi ra ngoài đường anh ăn mày chỉ còn đúng một đôi giày ở trên thôi chân. Thôi em quên cái chuyện đó đi. Cái chuyện mà vợ chồng mình đi ra đường ăn mày là không bao giờ xảy ra. Tại sao? Em thừa biết mẹ anh rất là thương anh. Anh lại là con một, em phải hiểu chuyện đó. Cho nên dù có như thế nào đi nữa thì cái gia sản này trước sau cũng thuộc về anh, hiểu không? Cứ ăn đi, cứ chơi đi, thỏa thích đi, mình thích. Các con ơi, mẹ vô được không? Được mẹ ơi. Đây, con mở cửa cho mẹ. Rồi. Chào các con. Mẹ vừa mới làm được một cái việc mà mẹ cảm thấy là mẹ thỏa mãn quá. Việc gì vậy mẹ? Xong cái bản di chúc. Đó. Em thấy không? Sao mẹ? Mẹ làm di chúc sớm vậy? Mẹ cho một hết không? Không, con hiến hiếu. Nhưng mà phần nhiều là của em con. Của em con? Mẹ có con hồi nào thế? Mẹ có em. Mẹ có tình vui hả? Khùng quá, đó là trong tương lai thôi. Còn em con bây giờ đang ở cái ống quyển của ba con á. Cái gì là chưa có hả? Mình lo xa, mẹ đã nói với con rồi. Mẹ là một người phụ nữ luôn luôn lo xa. Mẹ không bao giờ nhìn trước mặt. Mẹ nhìn tuốt ở ngoài kia kìa, con hiểu chưa? Bây giờ thế này, vợ chồng con á, tại vì như vậy là mẹ thì mẹ nghĩ như vậy, bởi vì bây giờ mẹ đẻ ra em còn nhỏ quá, mà mẹ thì đuối rồi, lỡ mà mẹ chết trước, rồi mẹ chết sớm, rồi em con nó còn nhỏ thì sao đây? Chính vì vậy mẹ ghi hết trong cái di chúc này rồi, đọc đi, mẹ ghi rất rõ ràng, con phải có trách nhiệm thay mẹ nuôi em cho đến khi trưởng thành trong trường hợp bất trắc xảy ra đối với mẹ. Đó, trời mẹ thỏa mãn dễ sợ. Thôi mẹ thỏa mãn quá, mẹ đi về. À, nè, tụi con cầm một bản, ba mẹ mỗi người có một bản, thống nhất xong sau đó gia đình mình đi công chứng nha con. Dạ vâng ạ, chúng con đã quán triệt tinh thần của mẹ. Nghe chưa? Sung sướng chưa? Hai đứa làm gì như zombie vậy? Mẹ biết chuyện rồi. Trời ơi mẹ, mẹ đừng chọc hai tụi con nữa. Hai tụi con quải lắm rồi. Mai, con đừng có như vậy nữa, con chù ụ hoài ảnh hưởng tới em bé trong bụng lắm con. Con đâu muốn chù ụ đâu, nhưng mà chuyện nó vậy rồi. Bây giờ đủ túi tiền phải lo luôn nè. Con không biết làm sao nữa. Thôi được rồi. Tiền xăng xe, tiền lo cho cháu. Mẹ lo. Thiệt các mẹ. Đúng rồi, trời ơi, phải tuồn vậy con mẹ. Thiệt các mẹ. Trời ơi. Yeah, mẹ số 1. Cháu nội mẹ sinh ra mặt phải như trăng rằm sáng vậy con. Đúng như vậy. Dạ. Ừ. À, ê, sao vậy? Đừng. Mẹ hiểu rồi. Tất tần tật luôn. Bà nội đứng ra chịu hết, được chưa? Cười lên. Con vui, à. Con vui. Dạ, vui lắm mẹ. Vậy mới được. Cái gì mày vui vậy? Ừ. Mai, cái xe của bà á, ở trong Facebook nè. Nè, có phải không? Trên điện thoại nè. Cái gì vậy? Xe tôi mất rồi, cái gì vậy? Xe rồi. Đúng rồi, xe của bà nè. Xe của bà mất nhưng mà người ta tìm lại được, người ta đăng lên tìm chủ xe nè. Trời ơi, mắc cười lắm cô. Xe tìm được rồi hả? Dạ, cái bà chủ của cái quán này nè, bà đăng lên là tìm chủ nhân của cái xe này, là một cô gái
ăn hàng ngập mặt. Ăn hết quán bà xong bỏ cái xe lại, đi qua quán kế tiếp ăn, xong rồi qua quán kế tiếp ăn nữa, rồi qua quán kế tiếp, quán kế tiếp, quán kế tiếp, tổng cộng là 10 quán. Ăn xong không nhớ cái xe mình nằm đâu, đi về luôn. Con gái con nứa nên dữ vậy ha, nên nết dễ sợ. Trời em ơi, cuối cùng á quay ra cái con nhỏ vô duyên đó đó là mẹ Mai này. Thôi sao mà kể gì ghê vậy, em ăn cái gì mà dữ thần vậy? Hiểu rồi ha. Cái gì vậy? Trời không trời, không cần nói cái gì tùm lum, mình đi về đi về. Cái gì không cần, không cảm ơn tôi đuổi làm sao trời. Mẹ không phải đâu mẹ, cái con nhỏ đó là nó thuê phòng ở đây nè mẹ, rồi nó bị tưng tửng á mẹ. Mẹ đừng tin lời nó nha. Dạ bây giờ mẹ, mình đi mua xe mới nha mẹ. Ừ, tôi già mắt tôi mờ nhưng mà tay tôi thính lắm ha. Thôi mẹ bây giờ mẹ không cho tiền mua xe mới, thôi mẹ cho con tiền đổ xăng đi. À đó, con nhớ rồi, con nhớ rồi mẹ ơi, cái bữa đó là con để quên xe này, tại vì xe con hết xăng, con mới để nhờ chỗ bà đó, chứ đâu con coi con đâu làm mất đâu, ai mất nết vậy. Thôi được rồi. Dạ mẹ sẽ cho. Dạ cho tiền mua lít ha. Thôi được một lít một năm đi mẹ. Hai đứa nha mẹ. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vừa luôn luôn thương ta, chăm sóc ta bao điều. Lúc lời tin nhắn, móc túi từng xu nè, nào thì cha xét như hoàng thư. Em mà, vừa yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ta đi chuồng qua bao chặng đường dài. Đôi dù mai sau, mãi mãi là của nhau. Có nhiều cùng bên nhau, nhà vừa tin để tay không lấy của anh. Vừa yêu của anh.